Ngồi kiết già trợ giúp rất nhiều cho việc tu đạo, không khiến cho người hôn trầm ngủ gục, mà dễ sinh ra định lực. Có định thì tự nhiên sẽ phát huệ. Ai ngồi thẳng ngay ngắn được thì giới thể vốn có sẽ hiện tiền. Tất cả thiên long bát bộ đều đến ủng hộ. Còn yêu ma quỷ quái tự nhiên sẽ xa lánh. Cho nên ngồi kiết già là một pháp ngồi tu đạo viên mãn nhất. Bây giờ, lấy một công án để chứng minh tầm quan trọng của sự ngồi kiết già. Quan Trung Hỷ là bạn của tôi. Vị này là người tu đạo có 3.000 người đồ chúng. Nhưng vị này hiểu rõ chính mình chẳng có đạo nghiệp, chưa được liễu sinh thoát tử. Do đó, vị này cấp tốc cầu chánh đạo, đi khắp nơi tìm minh nhãn thiện tri thức. Nhưng 3 năm trôi qua cũng chưa tìm được. Một đêm nọ, cháu của vị này là Quan Chim Hải, chưa từng gặp tôi, mà ở trong mộng thấy tôi và còn cầu đạo nơi tôi. Mà tôi dùng tay từ trên đầu của y lột xuống một tấm da heo và nói tấm da nghiệt này khử sạch rồi thì có thể tu đạo. Ngày thứ hai tôi đi thăm chú của y, thì Quan Chim Hải ngó một cái thì nhận ra tôi. Chú của y nhắc lại việc tôi thủ hiếu 3 năm ở mộ phần mẹ của tôi. Hai người mừng rỡ vạn phần, cho rằng đưa đạo vào cửa. Lập tức hai chú cháu cùng quỳ xuống hướng tôi cầu đạo. Nhưng tôi nói tôi chẳng có đạo hạnh, không thể thu nhận họ làm đệ tử. Xong tôi sẽ mang họ đi tìm danh sư. Cuối cùng vì Quan Trung Hỷ chẳng tìm được vị thầy vừa ý, do đó Quan Trung Hỷ trở lại cầu đạo với tôi. Tôi nói tôi chẳng có đạo, bất quá có thể dạy cho ông ta một phương pháp tu hành, nhưng ông ta trước hết phải học ngồi tư thế kiết già. Quả nhiên ông ta y pháp tu hành, nhưng hai đầu gối của ông ta quá lớn kỳ lạ. Muốn học ngồi kiết già thật là khó khăn vô cùng. Bất cứ ngồi thế nào cũng chẳng được. Song ông ta cũng chẳng sợ đau đớn khó khăn, vẫn kiên quyết tập ngồi cho bằng được. Tập lên, tập xuống thì hai đầu gối của ông ta sưng đỏ lên. 70 ngày trôi qua, tôi thấy ông ta vẫn đi chưa được. Tôi khuyên ông ta đừng tập nữa. Phương pháp ngồi kiết già rất khó khăn với ông ta. Nhưng ông ta kiên quyết nói trừ khi tôi chết, bằng không tôi nhất định phải tập cho tốt. Nếu tập ngồi kiết già mà tập không xong thì còn nói gì về việc tu đạo. Qua 100 ngày sau, tôi lại đến thăm ông ta, thì đầu gối của ông ta hết sưng cũng hết đau. Chẳng những thế mà ông ta ngồi rất là đoan nghiêm. Thật là có chí thì việc tất thành. Ông ta ngồi kiết già thành công rồi, tôi bèn chỉ ông ta phương pháp ngồi thiền. Cháu của ông ta là Quan Chim Hải, cũng như người chú, tìm thầy 5 năm trời cũng chẳng tìm được thầy vừa ý. Cuối cùng cũng phải trở về tìm tôi, quỳ xuống. Tôi hỏi y, anh làm gì thế? Y nói, con đi tìm minh sư đã nhiều năm, nay mới phát giác thầy mới là vị thầy chân thật nhất. Mong thầy nhận con làm đệ tử. Thấy y cầm tay áo của tôi giật giật, tôi giả dạng nóng giận, phất tay áo bỏ đi khoảng hơn nửa dặm đường. Thì quay lại xem, thấy y vẫn còn quỳ ở đó. Tôi nói, anh còn làm gì ở đây? Y nói, nếu ngài không nhận con làm đệ tử, thì con sẽ quỳ cho đến chết ở tại đây. Vì muốn thử tâm thành của y, tôi lại phớt tay áo bỏ đi. Lần này đi hơn một dặm đường, quay đầu lại nhìn vẫn thấy y quỳ bất động ở đó. Đủ thấy y thành tâm, do đó tôi thu nhận y làm đệ tử. Y là đệ tử đầu tiên của tôi tại Đông Bắc Trung Quốc. Quan Trung Hỷ y theo pháp tu hành được 5 năm thì có sở thành tựu. Nghĩ muốn gặp tôi để nói lời cảm kích vì ông ta biết trước ngày giáng sinh. Song việc này ông ta chẳng được mãn nguyện, vì từ đầu đến cuối tôi với anh ta mất liên lạc. Quả nhiên như chính ông ta đã dự liệu ngày đó, ông ta ngồi ngay ngắn mà giảng sinh. Ngày đó có rất nhiều người hàng xóm đều mộng thấy có hai vị đồng tử mặc y màu xanh dẫn ông ta về Tây Phương. Cho nên
ngồi kiết già trợ giúp không ít cho việc tu đạo. Ha ha ha, 问三摩地娑。